Chúng ta tiếp tục hoàn thiện các cái bài tập trong sách giáo khoa về nồng độ dung dịch. Ở cái video trước ta đã dừng ở cái bài số 4, bây giờ ta tiếp tục với bài tập số 5. Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau. Nồng độ phần trăm của những dung dịch sau. A 20 g muối kali clorua. 20 g muối kali clorua trong 600 g dung dịch. Ý B 32 g muối natri nitrat trong 2 kg dung dịch. Ý C 75 g muối canxi sunfat, xin lỗi, kali sunfat trong 1.500 g dung dịch. Ở vị A này, ta cần phải tính nồng độ phần trăm. Em nhớ lại công thức tính nồng độ phần trăm. C phần trăm thì bằng khối lượng chất tan chia cho khối lượng quả dung dịch nhân với 100%. Như vậy, ta cần biết khối lượng chất tan và biết khối lượng của dung dịch. Ở đây đầu bài đã cho ta biết khối lượng của chất tan chính là khối lượng của muối kali clorua là 20 g, và khối lượng của dung dịch đầu bài cho ta biết là trong 600 g dung dịch. Vậy 600 g chính là khối lượng của dung dịch rồi, còn bao nhiêu? 600 g. Người ta áp dụng công thức là C phần trăm thì bằng khối lượng chất tan chia cho khối lượng của dung dịch và bằng hay là có thể viết là thêm là nhân với 100% nữa, bằng gì? 20 chia cho 600 nhân với 100%. 20 chia cho 600 giống như là 2 chia cho 60 hay 1 phần 30, tức là 0,033. 0,033 đó. 0,033 hay là xấp xỉ 3,3%. Xấp xỉ các bạn, đây là số thập phân vô hạn. Thế là ý A. Ý B em này, khối lượng chất tan là 32 g nhưng khối lượng dung dịch là 2 kg, vậy ta sẽ phải đổi sang đơn vị gam nhé. Khối lượng chất tan này bằng 32 g này, khối lượng của dung dịch bằng 2 kg hay bằng 2.000 g. Như vậy em sẽ có nồng độ phần trăm của cái dung dịch này sẽ là khối lượng chất tan chia cho khối lượng dung dịch nhân với 100% hay bằng 32 chia cho 2.000 và nhân với 100% hay bằng 32 chia cho 2.000 và nhân với 100, tức là chúng ta sẽ được 0,16 thì phải. 32 chia cho 2.000 ra 1,6 chứ không phải là 16, 1,6%. Ở ý C, chúng ta có khối lượng chất
tan bằng 75 gram. Còn khối lượng dung dung dịch bằng 1.500 gram. Đấy, thì suy ra nồng độ phần trăm bằng khối lượng chất tan chia cho khối lượng dung dịch nhân với 100% hay bằng 75 chia cho 1.500 nhân với 100% hay bằng 750, và chia 1.500 là 0,5, vậy 75 chia cho 150 là không phải gì, 0,05. 0,05 hay quy sang phần trăm nó sẽ là gì, 5%. Đấy, chính là nồng độ của dung dịch với kali sunfat ở IC. Ta sang bài tập số 6. Đầu bài của bài 6 này, tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau. Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau. A. 2,5 lít dung dịch natri clorua. Nồng độ là 0,5 m. Xin lỗi, ở đây 0,9 m, tức là 0,9 mol trên lít đấy. B. 50 g dung dịch magie clorua. Nồng độ là 4%. IC. 250 ml dung dịch magie sunfat. 250 ml dung dịch magie sunfat, nồng độ 0,1 m, tức là 0,1 mol trên lít. Ở ý A này, ta cần tính số gam chất tan, đây thừa một chữ, cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau. Ta cần có một cái dung 2,5 lít dung dịch muối ăn nát đi của nó rua, nồng độ là 0,9 mol trên lít. Vậy ta đi cân khối lượng muối để pha chế dung dịch này thì cân một lượng là bao nhiêu, ta phải tính toán cái đó. Thế ta phải tính này, ở đây đồ bài cho ta biết nồng độ mol trên lít này và thể tích của dung dịch này. Cm thì bằng gì, số mol chất tan chia cho thể tích của dung dịch. Như vậy em sẽ suy ra gì, số mol chất tan thì bằng gì, nồng độ mol lít này nhân với thể tích dung dịch. Chất tan ở đây là gì, chính là natri clorua. Thế nên em được này, nó bằng nồng độ mol lít ở đây là 0,9 này nhân với thể tích ở đây là 2,5 này, thì em máy tính em sẽ được cái kết quả là 0,9 nhân với 2,5 là 2,25. Đơn vị của số mol là, đơn vị là mol đúng không? Đang tính số mol mà. Đấy. Thế tức là số mol của chất tan cũng chính là số mol muối natri clorua là 2,25 mol. Thì suy ra khối lượng của chất tan tức là natri clorua, khối lượng thì bằng số mol nhân với khối lượng mol, hay bằng số mol là 2,25 nhân với khối lượng mol của muối natri clorua là 58,5. Vậy được kết quả này, ta lấy 2,25 nhân với 58,5 thì là
131,625 gram. 131,625 đơn vị là gram. Nhá, nhớ cho thầy khối lượng mol của natri của nó luôn là 58,5. Ở đây natri nặng 23, clo nặng 35,5, tổng sẽ là 58,5. Là như vậy. Đấy là ý A đến ý B em này. 50g dung dịch magie clorua nồng độ 4%. À, đường bài cho ta biết khối lượng của dung dịch là 50g, cho ta biết nồng độ phần trăm của dung dịch. Ta có này, C phần trăm thì bằng gì? M chất tan, khối lượng chất tan chia cho M dung dịch và nhân thêm với 100%. Đấy, như thầy đã nói nhiều lần đấy, cái 100% này chỉ là có mặt để cho ta thuận tiện trong việc tính cái phần trăm thôi, em có thể bỏ nó đi cũng được, không sao cả. Từ cái công thức này ta có thể hiểu là nồng độ phần trăm thì bằng khối lượng chất tan chia cho khối lượng dung dịch. Mà ta đang cần tính gì? Tính khối lượng chất tan, vậy ta sẽ được khối lượng chất tan thì bằng gì? Nồng độ phần trăm nhân với khối lượng của dung dịch hay bằng nồng độ phần trăm ở đây là 4% này, nhân với khối lượng của dung dịch đây là 50g này, thì em được kết quả là lấy 4 nhân với 5 là 20, đúng không? 20 mà tiếp tục chia cho 10 thì sẽ được 2g. 2g. Đấy, em bấm máy tính hoặc em nhập cũng được nhé. Như vậy là chúng ta có được khối lượng chất tan hay là chính là khối lượng của gì nhỉ? Khối lượng của muối magie của nó luôn, ta viết cho nó rõ ràng hơn thôi, là bằng 2g. Đấy. Ý C, 250ml dung dịch magie sunfat nồng độ 0,1 mol trên lít. Thế ở ý C này nó có sự tương đồng với ý A, nhưng chỉ có điều là thể tích không cho ở lít mà là ml. Thì chúng ta sẽ có thể tích dung dịch V bằng gì? 250ml đổi sang lít nó sẽ thành 0,25 lít. Đấy. Như vậy em sẽ có số mol chất tan này thì bằng gì? Nồng độ mol lít này nhân với thể tích dung dịch này. Nồng độ mol lít ở đây là 0,1 mol trên lít này nhân với thể tích dung dịch là 0,25 lít này. Được kết quả là 0,025 mol. Như vậy số mol chất tan ở đây là 0,025 mol. Đấy, thì đây chính là số mol của gì nhỉ? Của magie clorua. Số mol của magie clorua bằng 0,025 mol. Nếu vậy thì suy ra khối lượng của magie clorua sẽ bằng gì? Số mol nhân với khối lượng mol hay bằng số mol là 0,025 nhân với khối lượng của một mol. Em nhớ cho thầy này, magie là 24 này. Đấy, một nguyên tử magie là 24 này. Clo là 35,5 nhân thêm 2 nữa là 71. 24 cộng 71 được 95. Nhá, ở đây là ta đang viết nháp đấy. Em lấy 0,025 là số mol muối magie của nó rua nhân với khối lượng mol của nó là 95. Thì được kết quả là 2,375 gram. Đó, như vậy để có được 250ml dung dịch magie sunfat nồng độ 0,1 mol trên lít thì em phải đi đem cân 2,375 gram muối magie clorua. Chúng ta tiếp tục với bài tập số 7. Bài 7 em nhé. Ở nhiệt độ 25 độ C, độ tan của muối ăn là 36g.
của đường là 204 gram. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên. Ở cái bài này chúng ta lại động chạm đến một cái khái niệm, đấy là độ tan. Thế ở bài trước ta học về độ tan, thế độ tan là gì? Ở một cái nhiệt độ nhất định ấy, thì chúng ta chỉ hòa tan được một cái lượng chất nhất định. Thì đấy, ví dụ này em hoặc lại trở về với cái ví dụ rất quen thuộc, đấy là hòa tan muối và nước. Thì không phải là chúng ta cứ hòa tan được vô vàn vô số muối đâu, mà chỉ một lượng hữu hạn nào đó thôi. Em cứ cho lấy một trăm gram nước, rồi em cho dần muối vào, rồi khuấy tan. Đấy. Thế đến một lúc nào đó thì lượng muối không thể tan được nữa. Đấy. Cái giới hạn đó ta gọi là bão hòa, tức là bão hòa là cái trạng thái mà muối không thể tan thêm được nữa. Thế độ tan là gì? Là bằng số gram chất tan trong 100 gram dung bôi ở nhiệt độ nhất định nhé. Đấy, số gram ở đây là số gram tối đa chất tan trong 100 gram dung bôi. Đấy, ví dụ như trong trường hợp này họ nói là độ tan của muối ăn là 36 gram, có nghĩa là ở cái nhiệt độ này 100 gram nước thì hòa tan tối đa được 36 gram muối ăn. Nên ta nói cách khác là dung dịch muối ăn ở trạng thái bão hòa có tỷ lệ là 36 gram muối ăn trong 100 gram nước. Tương tự như vậy đối với đường có số đó là 204 nhé. Thế ta cần phải tính nồng độ phần trăm có dung dịch này. Để ta chia làm hai phần, nồng độ phần trăm của gì, tính nồng độ phần trăm của muối ăn. Đấy, từ thông tin về độ tan ta có đây, độ tan của muối ăn là 36 gram, có nghĩa là gì? Ta diễn dịch đây này. Độ tan của muối ăn là 36 gram. Để suy ra gì? 36 gram muối ăn tan trong 100 gram nước. À, muối ăn đóng vai trò là chất tan đúng không? Vậy ta suy ra khối lượng của chất tan bằng gì? 36 gram. Nước đóng vai trò là dung môi, nên ta có khối lượng của dung môi bằng 100 gram. Đấy, nếu vậy thì em sẽ có gì? Khối lượng của dung dịch bằng khối lượng của chất tan, tức là muối ăn, cộng với khối lượng của dung môi, tức là cộng với khối lượng của nước, thì toàn bộ dung dịch sẽ có khối lượng là 36 cộng với 100 hay bằng 136 gram. Thế thì C phần trăm của muối ăn, ta có thể ký hiệu C phần trăm này đóng mở ngoặc natri clorua, có nghĩa là nồng độ phần trăm của dung dịch natri clorua nhé, bằng khối lượng chất tan chia cho khối lượng dung dịch nhân với 100% hay bằng khối lượng chất tan ở đây là của muối ăn bằng 36 gram chia cho khối lượng của cả dung dịch là 136 gram nhân với 100% thì bằng, ta ăn máy tính
lấy 36 chia cho 136. À, em được kết quả là 26,47 phần trăm, xấp xỉ em nhé. 26,47 phần trăm. Tiếp theo này, nồng độ của dung dịch đường. Đường ở đây chính là cái đường kính mà chúng ta ăn đấy. À, công thức của nó khá là phức tạp, cho nên chúng ta sẽ không viết công thức phân tử ở đây. À, ta có cái thông tin về độ tan của đường này. Độ tan của đường là 36, à xin lỗi là 204. Độ tan của đường ở cái nhiệt độ này, đầu bài cho ta biết là 204 gram. Ta suy ra gì? 204 gram đường nhé, thì sao nhỉ? À, tan trong 100 gram nước. Đấy. Đường đóng vai trò là chất tan nên nó suy ra khối lượng của chất tan chính bằng khối lượng của đường là 204 gram. Nước đóng vai trò là dung môi, vậy khối lượng của dung môi trong trường hợp này là 100 gram. Do vậy, khối lượng của dung dịch thì bằng khối lượng của chất tan cộng khối lượng của dung môi nên nó sẽ bằng 204 cộng với 100 hay bằng 304 gram. Thế mà nồng độ phần trăm thì bằng gì? Khối lượng chất tan chia cho khối lượng dung dịch mà nhân với 100% hay bằng khối lượng chất tan, mình thay nó bằng 204 chia cho khối lượng dung dịch. Đó, mình thay nó bằng 304 nhân với 100%. Đó. Ta máy tính. Em lấy 204 chia cho 304. À, được kết quả xấp xỉ 67,1%. 67,1%. Đó. À, ta đã hoàn thiện các cái bài tập trong sách giáo khoa và ở video sau thì thầy sẽ hướng dẫn các em các cái loại toán về nâng cao về nồng độ của dung dịch.